Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 2 tháng 8, đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chủ trì buổi làm việc với các doanh nghiệp đầu tư phát triển thủy điện, bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển, đẩy nhanh tiến độ một số dự án thủy điện, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022. Trên địa bàn tỉnh Yên Bái hiện có 105 dự án thủy điện nằm trong quy hoạch với tổng công suất lắp máy hơn 900 MW. Ngoài nhà máy thủy điện Thác Bà, hiện tỉnh đã cấp 49 chứng nhận đầu tư và thỏa thuận khảo sát cho 15 dự án thủy điện. Trong đó, 25 dự án đã hoàn thành phát điện với tổng công suất gần 520 MW. 24 dự án đang triển khai thi công và làm các thủ tục chuẩn bị khởi công xây dựng. 5 dự án đã được chấp thuận khảo sát. Hiện 25 nhà máy thủy điện phát điện, hàng năm cung cấp cho lưới điện quốc gia hơn 1,8 tỷ kWh một năm, đóng góp cho giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh hơn 2.000 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước hơn 350 tỷ đồng, tạo việc làm ổn định cho trên 600 lao động. Riêng trong 6 tháng đầu năm, sản lượng điện của các nhà máy thủy điện là 840 triệu kWh, đạt 36,5% kế hoạch năm. Đối với 11 dự án đang triển khai thi công, có 7 dự án đúng tiến độ, còn 4 dự án thi công chậm tiến độ. Qua rà soát của Bộ Công Thương đã loại 41 dự án khỏi quy hoạch phát triển thủy điện nhỏ do có quy mô nhỏ, ảnh hưởng lớn đến môi trường tự nhiên và chưa có nhà đầu tư đăng ký. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp đã và đang đầu tư còn gặp nhiều khó khăn do lượng mưa giảm, ảnh hưởng đến lưu lượng phát điện của các nhà máy thủy điện, thiếu nguồn vốn đầu tư dẫn đến không triển khai được hoặc triển khai dở dang. Một số dự án chưa hoàn thiện các thủ tục về đất, công tác đền bù, tái định cư, giải phóng mặt bằng gặp khó khăn. Công tác xây dựng quy hoạch thủy điện còn nhiều bất cập, công tác hướng dẫn đôn đốc của các cơ quan quản lý nhà nước chưa kịp thời hiệu quả, tiến độ đầu tư xây dựng đường dây và các trạm biến áp chậm. Tại hội nghị, lãnh đạo các sở ngành địa phương đã bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn, đồng thời phổ biến một số cơ chế chính sách mới của nhà nước liên quan đến hoạt động của các doanh nghiệp đầu tư trong lĩnh vực thủy điện. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đã thống nhất một số nội dung giải pháp, đồng thời nhấn mạnh đối với các dự án thủy điện muốn triển khai, ngoài đánh giá tác động môi trường cũng cần phải có đánh giá tác động xã hội nơi đầu tư dự án, cần tìm ra nguyên nhân việc chậm tiến độ, chậm triển khai của một số dự án thủy điện để có giải pháp đẩy nhanh tiến độ. Đối với những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh giao cho các sở ngành địa phương, trong đó Sở Công Thương có vai trò chính trong việc rà soát lại các dự án thủy điện đang triển khai trên địa bàn tỉnh về tiến độ đầu tư, hoạt động sản xuất kinh doanh, tiếp tục thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực này, nắm chắc tình hình để tham mưu cho Ủy ban dân tỉnh chủ động tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đồng thời công khai trả lời giải quyết dứt điểm những vướng mắc, yêu cầu các doanh nghiệp chủ động tiếp cận thông tin, thay đổi về cơ chế chính sách để kịp thời vận dụng cho phù hợp và chấp hành nghiêm các quy định của nhà nước liên quan đến lĩnh vực đầu tư xây dựng, chuyển đổi đất rừng tự nhiên, kế hoạch sử dụng đất và vận hành các dự án thủy điện, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ, rút ngắn thời gian hỗ trợ một cách hiệu quả cho doanh nghiệp.